Xin chào tất cả các bạn. Trước khi bắt đầu vào bài học ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu một vài nét về mình. Tôi tên là Huỳnh Thiên Minh, hiện đang sống và làm việc tại Nhật. Ngoài ra thì tôi còn dạy tiếng Nhật cho rất nhiều những bạn khác. Các bạn có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua địa chỉ email huỳnhminh0219@gmail.com hoặc là trang Facebook cá nhân. Tôi có ghi ở bên dưới cái clip này. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên theo dõi trang fanpage Học Tiếng Nhật Online để nhận được những tài liệu tiếng Nhật hữu ích. Ngoài ra còn có cơ hội nhận được những khóa học online hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì tôi sẽ không để các bạn phải chờ đợi. Chúng ta sẽ đi ngay vào bài học. Nhìn và nhẩm vào trong đầu mình nha bạn, nhớ là đừng đừng có mà trơ trơ mắt nhìn không nha, các bạn phải nhẩm vào. D hơi thấp. Quả đi rồi đoạn cái gì cả Rồi, có những bạn đang xem livestream Facebook hỏi tôi cách nào để vào tham gia được lớp học trực tiếp. Thì các bạn vào trong cái trang fanpage Học Tiếng Nhật Online để cập nhật được cái cách vào như thế nào nha. Ở trên đó tôi sẽ có hướng dẫn cho các bạn cách vào và cách đăng ký như thế nào. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào đây đi, các bạn nhìn vào ba chữ này đi. Ok chưa? Nhớ được mặt chữ, tạm thời nhớ được ba mặt chữ này chưa? rồi ai Nhìn thoáng qua thôi nha các bạn, không cần phải ngồi chăm chú mà suy nghĩ ở đâu. Rồi bạn đọc tiếp cho tôi hai chữ này đi. lương Rồi bạn nào hồi nãy đọc thì đọc tiếp đi bạn. rồi gì rồi lương rồi tốt đẹp ác quá rồi xấu xấu xa x gì là xin. Hôm qua tôi đánh khi mà tôi đánh bài này tôi phân vân hoài, tôi không nhớ được chữ này đi như thế nào này. Tôi biết rồi, chính tả là Xấu cái gì. xa hai chữ x Rồi thôi một hồi sửa lại chứ. Thôi, sửa luôn đi. ai Mấy bạn này giỏi tiếng Việt ha. Rồi, nhìn vào đây đi đội tuyển văn là trên bạn. trên thế sửa nhanh đấy tán gái nhiều đâm ra hay bị chỉnh. Em Rồi là tiếng Việt chuẩn đây Kirena Betonango. rồi các bạn nhìn vào hai chữ này giùm tôi, các bạn nhìn vào chữ chữ đầu tiên đi, các bạn nhìn vào chữ này đi, nhắm vào nó là chữ lương. Các bạn thấy chữ này giống như chữ gì? Các bạn nào học chữ này chưa? Ẩm 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 giống đúng chữ ẩm. Tabemat vậy. Các bạn chỉ cần thêm cái Thiếu cái mũ mũ thiếu ở trên cái mũ trên đây nữa thôi là nó thành chữ chữ ẩm mũ. rồi. Rồi, đây là chữ lương nhé bạn. Chữ lương lương này đọc là dôi, có nghĩa là tốt đấy. Sau này các bạn sẽ đi học, khi mà nó ghép lên N3 các bạn sẽ học ghép với chữ ryoshin, có nghĩa là lương tâm. Vì lý do tại sao tôi kêu các bạn học âm Hán, các bạn nên nhớ nhé. Bạn nào mới vào thì có thể xem những video trước, tôi đã đều nói lý do bắt các bạn học âm Hán hết rồi. Khi các bạn ghép với chữ tâm, các bạn thấy đi, ở đây bên chữ ác này, chữ dưới có phải là chữ tâm không? Ai tâm Rồi. Rồi các bạn sẽ ghép lại với là chữ chữ lương chữ tâm này là ryoshin, là lương tâm. Cho dù các bạn thấy chữ lương với chữ tâm này nhưng các bạn chưa biết nghĩa của nó là gì, mà khi suy ra tiếng Việt các bạn có đại khái hiểu được nghĩa nó chưa? rồi Đúng không? Cho dù các bạn chưa ryoshin học từ đó lần nào ryoshin luôn thì các bạn cũng hiểu được lương tâm có nghĩa là gì rồi, đúng không? Thì đó là lý do tại sao tôi kêu các bạn học thâm Hán Việt là như vậy. ryoshin ryoshin là bố mẹ rồi Khác, rồi khác nữa ryoshin ông kia. vôi mà Rồi, nhìn vào chữ ác đi bạn, nhìn vào chữ ác đi. Các bạn nên nhớ ở dưới nó có chữ có bộ tâm đây, có bộ tâm. Có bộ tâm. Bộ tâm có tâm là con tim mà bị che chắn đi bởi những cái vật cản bên trên thì nó sẽ trở thành tối tâm thôi. Sẽ trở thành một cái trái tim xấu. Thì đó là chữ ác. Sau này các bạn sẽ học sẽ ghép lên N mấy tôi không nhớ nữa, nhưng bạn sẽ học
với từ Akuma có nghĩa là ác ma, là kẻ xấu xa. Chữ chữ Aku này nó là ác và chữ ma nó là ma luôn các bạn, thì ghép âm Hán nó là ác ma luôn. Cho nên là tôi bắt các bạn học âm Hán Việt là có ý nghĩa như vậy đấy. Nhìn vào những chữ mà mình chưa học lần nào mình có thể biết được ý nghĩa của nó. Sau này đi học, sau này đi thi mà học đọc hiểu thì làm như là người người Việt đọc tiếng Việt vậy đó. Đó là ý nghĩa của nó. Rồi, nhớ chưa? Nhớ được hai mặt chữ này chưa? Hey. Rồi bây giờ cho đảo lộn thẻ bài lên nha. Những anh những chị nào mới vào thì cố gắng mà đọc theo cho nó trôi chảy nha, chứ mấy người trong đây đọc kanji ghê lắm đấy. Còn mà những anh những chị mà đọc rồi mà bây giờ để đọc thua những người trong đây mới vào thì hiểu số phận mình nha, phải làm gì đấy. Rồi, đọc nè. Quả rộng Tôi vàng thì rồi rộng rãi rồi đi rồi vắng khi đúng tốt rồi, thống nhất lại cho những người mới vào chưa biết cách đọc. Nhìn chữ này và đọc vàng âm Hán trước, rồi đọc tiếng Nhật và đọc ý nghĩa tiếng Việt. khi rộng rãi Đây, nhìn vào chữ này các bạn sẽ vàng đọc là chữ quảng, đi đi rồi, rồi rộng rộng rãi. Rồi, thống nhất chưa? rồi rồi À, ba ba rơi ba ba rơi xấu xa. Rồi các bạn nào nhớ được cái chữ nãy tôi mới chỉ cho bạn khi ghép với hai chữ kanji không? Chữ Mà tâm, chữ tâm mà chữ lương với chữ tâm. Akama, Akuma, Akuma, Akuma là ma, Akuma, là kẻ xấu xa cho bạn. Akuma. Rồi, các bạn thấy khi mà thuộc âm Hán các bạn sẽ rất là dễ ghép. Bây giờ chữ ác thì nó sẽ tương đồng với chữ Aku thôi đúng không? Các bạn liên tưởng đi, chữ ác là gần giống, cái cách phát âm gần giống mấy 80-90% là Aku rồi. Rồi chữ gì đây? D D thấp thì cười, cười thấp cười cười Ê, thì cười thấp. Ê, thì cười thấp. Đây Rồi, là đọc chữ thấp y cười này có bạn nào biết được một cái ví dụ nào dễ dễ về chữ này không? Cho tôi một ví dụ về chữ này đi. C C gái hi cười Rồi, câu này là C từ, gái cười cái câu này là quá dễ dàng luôn, quá đơn giản luôn đúng không? Rồi, hầu như bạn nào cũng hiểu được ý nghĩa của từ này rồi đúng không? hay đoạn ngắn đoạn izekai đoạn 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 ngắn bây giờ ngắn đoạn tay ngắn cụt đoạn ngắn rồi có bao nhiêu bạn trong đây biết được tiếng Việt mình từ đoạn có nghĩa là ngắn? em em chịu đoạn kiếm là kiếm ngắn đoạn đoạn kiếm là kiếm ngắn chuẩn đoạn luôn mạnh là gì? đoạn 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 mạnh bệnh là là chết sớm chết sớm chết sớm rồi thì mọi người thấy được cái ý nghĩa của học cái ý nghĩa của việc học âm Hán chưa, học từ Hán Việt chưa? Đấy. Đây chữ thị và chữ đậu Sugoi lương 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 rồi, rồi tốt đẹp. Tốt đẹp. Rồi, hồi nãy tôi hướng dẫn nha, nãy tôi chỉ cho bạn khi ghép với chữ gì nữa. Để tâm. Thực. Tâm. Xin. Để tâm. 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 Lương tâm. Lương 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 tâm. tâm là tốt đẹp. Tôi xin. Lương tâm là người tốt. Rio xin. Rio xin chứ không phải là Joy xin nha, Rio xin. Rio xin. Từ này trong từ Rio xin ạ. Đúng rồi, Rio xin là cha em. mẹ, là từ khác nữa. Còn từ này là chữ lương tâm. Xin lời cha mẹ. Kyoshin. Đoạn Kyoshin. Kyo đây là anh Mizekai. em. Kyoshin. Đoạn Đoạn Mizekai ngắn. Mizekai ngắn. Đoạn Mizekai ngắn. D từ cái cười. D D cười cười thấp. Cười thấp. Cười thấp.
ác quá ác quá quá rồi xấu xấu xa xa Akuma kẻ xấu xa Phượng Sàng Gà Rồi đọc chứ ai biểu đọc từ đó là bị nói đó, bị ai bị Di Linh nói đúng không? Đi lên Akuma. cười rồi sẽ Akuma. quảng quảng như đi rồi rồi rộng rồi 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 cho tôi nhắc lại một lần nữa, những bạn nào đang xem livestream chưa vào được lớp học online thì các bạn vào trang fanpage học tiếng Nhật online của tôi. Các bạn sẽ thấy được những cái hướng dẫn, những cái bài viết tôi hướng dẫn trên đó. Các bạn theo dõi giùm tôi nha. Chứ bây giờ tôi không thể hướng dẫn lại cho mọi người được. Ác quá rồi, xấu rồi, xấu xa. D cười thấp, hi cười thấp. D D cười thấp. Tao nghe những giọng cũ cũ không à, nghe đi chán luôn, không nghe những giọng mới cả. Các bạn mới mấy ông mà giọng cũ cũ thì đọc nhỏ nhỏ lại cho những người mới người ta đọc lên đi. Nghe nghe mấy bạn nhắn mà các bạn không đọc nha. Cũng không đọc. Cũng mới thì cũng là nhanh tay hai mắt thôi mà xin xem. Đoạn Mizika ngắn. Bạn Mizika ngắn. Nãy giờ để ý là nghe lần nào mà đọc kanji á cũng nghe cái giọng bằng phượng giống như là xe điện mà những cái to cuối cùng vậy đó. Nè, em đọc nhanh đầu tiên chắc tại loa nó phát đến xì xì kém thôi. Nữa nữa. Việc học của mình đề nghị mấy bạn nam không đóng nữa cho bạn phụ đóng mình. Lương. Từ qua rồi. Lương này. Rồi. Rồi. Tốt đẹp. Rồi còn từ gì đọc nữa? Đọc nghiệp từ gì nữa? Tâm. Lương sinh. Lương tâm. Đoạn Mizuka ngắn. Đoạn Mizuka ngắn. Rồi bây giờ tôi bấm đại một chữ nha, bạn nào mà đọc mà tôi nghe cái giọng người nào trước tiên á có quá luôn này chắc chắn luôn rồi ha, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nha. Đoạn mi cay ngắn. Ôi rồi lương rồi lương rồi tốt đẹp là khánh năm đầu tiên quá. Rồi không nghe được ai đọc trước luôn, khánh đọc lẹ quá. Rồi bây giờ lại một chữ khác nha. Bắt đầu chưa? Hết. Đoạn đi 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 đoạn đi 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 ngắn. Đi 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 rồi lại thêm một chữ nữa nè. Đê cười thấp. Đê cười thấp. Nghe rõ chưa? Hầu như là mọi người ai cũng đọc đều như nhau hết đúng không? Bài học đến đây là kết thúc. Nếu mà mọi người thấy cái clip này có ích cho việc học tiếng Nhật thì hãy like và chia sẻ. Mỗi tuần vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy tôi sẽ đăng những clip mới. Để không bỏ lỡ cái việc xem á thì các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký bên dưới. Và tôi cũng có chia sẻ những đường link xem nhiều clip hữu ích bên dưới cái phần mô tả của clip này. Các bạn hãy xem để nâng cao trình độ tiếng Nhật của mình. Chúc các bạn ngày càng giỏi tiếng Nhật. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.